yêu tinh. Đây là một loài ếch khổng lồ được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Angola, Malawi, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe và một số nơi khác. Môi trường sống chủ yếu của chúng là các vùng sa mạc khô, sa van ẩm, nơi xuất hiện các cây bụi, đồng cỏ, kênh mương và các ao hồ. Chúng là loài ếch lớn với kích thước chiều dài cơ thể lên đến 23 cm, cân nặng trung bình lên đến tận 1,4 kg. Tuy nhiên, những con ếch nặng hơn 2 kg vẫn thường xuyên được tìm thấy. Ếch cái có trọng lượng chỉ bằng một nửa ếch đực. Đây là một điều bất thường vì hầu hết các loài lưỡng cư con cái thường lớn hơn con đực. Ếch yêu tinh là một loài ăn thịt và chúng có cách săn mồi theo kiểu phục kích, nấp mình dưới lớp đất dày, nằm chờ cho đến khi con mồi tiến đến gần, sau đó bất ngờ thè lưỡi tóm lấy con mồi rồi thu vào miệng. Nếu con mồi mà nó bắt được không nằm gọn trong miệng, nó sẽ chủ động dùng một chân trước khéo léo hất con mồi lọt vào miệng. Ngoài côn trùng, nó còn ăn cả các loài gặm nhấm nhỏ. Nó ăn cả bò sát, chim nhỏ và các loài lưỡng cư khác, và đôi khi là ăn thịt cả đồng loại của chính mình. Tuy nhiên, con mồi của ếch yêu tinh không chỉ dừng lại ở đó, mà ngay cả đến loài rắn, khắc tinh của loài ếch nói chung cũng bị loài ếch khổng lồ này để ý, và nó đang mon men từ từ tiến lại gần con mồi. Con rắn thấy động, ngước đầu quan sát nhưng lại không có bất kỳ động thái nào. Không bỏ lỡ cơ hội, ếch nhanh chóng lao người tới tóm gọn con mồi. Con rắn nhỏ bây giờ mới biết mình bị tấn công và quay đầu nhe nanh cắn lại kẻ thù. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn, con rắn bây giờ đã nằm gọn trong bụng ếch. Ếch yêu tinh là một trong ba loài có hàm răng sắc nhọn. Răng của nó khá nhọn và sắc bén, đặc biệt là các răng hàm. Chúng có thể tấn công và cắn người nếu bị khiêu khích. Ếch yêu tinh thường cất tiếng kêu trong mùa mưa. Các cuộc gọi thường chỉ kéo dài khoảng 1 giây. Tiếng kêu được mô tả giống như tiếng chuông nhỏ. Sinh sản. Mùa sinh sản thường được bắt đầu khi những trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 ngày. Khi nước ngập khắp một vùng trũng, ếch yêu tinh bắt đầu xuất hiện và tạo nên một khu vực được gọi là vùng đấu trường sinh sản. Nơi đây quy tụ nhiều đấu sĩ ếch đực khổng lồ trong khu vực. Những con ếch này sẽ chiến đấu với nhau một cách quyết liệt nhất. Chúng dùng miệng cắn lấy đối thủ rồi dùng sức hất đối thủ lộn nhào trên cao. Trận chiến gay cấn này cứ thế tiếp diễn cho đến khi những con ếch yếu hơn bị đánh bại. Chúng lao vào đối thủ, dùng đầu húc khiến đối thủ văng ngược ra sau. Những kẻ thua cuộc dần dần bị loại bỏ, chỉ còn lại một con mạnh nhất. Và nó sẽ độc chiếm vị trí trung tâm trong vùng đấu trường sinh sản. Những kẻ thua cuộc có thể bị thương nặng hoặc thậm chí là chết. Ếch cái bắt đầu xuất hiện và tiếp cận vùng đấu trường sinh sản. Nhưng đích của nó nhắm đến là tiếp cận con ếch đực thống trị. Từ bên ngoài, nó sẽ lặn xuống để tránh tiếp xúc với những con ếch đực nhỏ hơn và sẽ trồi lên mặt nước khi đã đến được vị trí trung tâm. Điều này để đảm bảo rằng nó chỉ giao phối với con ếch đực thống trị. Những con ếch đực yếu hơn buộc phải tìm đến những nơi khác để sinh sản. Ếch cái sẽ đẻ từ 3.000 đến 4.000 trứng trong những vũng nước nông. Các trứng sau đó sẽ nhanh chóng nở ra nòng nọc bởi lúc nhúc trong nước. Ếch bố sẽ có trách nhiệm canh gác, bảo vệ và chăm sóc cho các con của mình. Nó thường chỉ quanh quẩn bên bầy nòng nọc con để hỗ trợ khi cần, vì ếch mẹ thường chọn những vùng nước nông để đẻ trứng. Và rất nhanh sau đó vũng nước sẽ bị khô đi và bầy nòng nọc con có thể bị chết vì mắc cạn. Đứng trước mối nguy hiểm như vậy, ếch bố buộc phải hành động. Nó từ từ kéo các con qua một bên rồi tiến lại gần bờ đất. Nơi đây nó dùng hai bàn chân sau khỏe mạnh đào đất phá bỏ bờ đê. Vũng nước cạn đã khai thông, bầy con được cứu, chúng tranh nhau thoát ra ngoài. Sau khi giải cứu các con thành công, ếch bố tiếp tục đi theo bảo vệ chúng và sẽ tấn công bất kỳ điều gì nếu nó cảm thấy nguy hại cho bầy con của mình. Sự bảo vệ này chỉ dừng lại một khi các con đủ lớn và có thể tự bảo vệ cho chính mình. Lúc này, ếch bố sẽ chủ động bỏ đi và không còn quan tâm đến các con nữa. Trở về nơi mà nó đã từ đó chui lên, ẩn mình dưới lớp đất sâu ẩm ướt. Tuổi thọ ngoài tự nhiên chưa được biết, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống lên đến 35 năm.